Xin chào tất cả các bạn. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau thông qua các clip học tiếng Nhật như thế này rồi phải không nào? Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau lại học về tiếng Nhật thông qua việc đọc báo Nhật nhé. Đây cũng là một dạng bài mà năm ngoái khi mà mình up lên thì các bạn rất là ủng hộ. Và hy vọng là trong clip ngày hôm nay thì các bạn sẽ lại cảm thấy hứng thú với việc học tiếng Nhật nữa nhé. Như các bạn cũng đã biết thì trong thời gian vừa rồi thì ở Nhật xảy ra rất là nhiều những cái thiên tai. Ví dụ như là động đất hay là mưa bão, đúng không nào? Mưa bão ở Osaka vừa rồi rất là to, không biết các bạn có bị làm sao không? Thế thì trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà lang thang tìm trên các trang báo mạng của Nhật Bản thì mình thấy trên trang NHK có một phần rất là hay, đó là một phần mà người ta trang bị cho chúng ta những kiến thức mà mình sẽ phải làm như thế nào khi gặp những cái thiên tai như vậy, như là về động đất này, bão lũ, sóng thần, hỏa hoạn vân vân. Thế thì trong cái series clip này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đọc và dịch nhá. Tức là mình sẽ vừa đọc vừa dịch để lấy kiến thức tiếng Nhật, và bên cạnh đó thì lấy thêm kiến thức để trang bị trong cuộc sống hàng ngày nữa. Ok, và bài ngày đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy trên bảng trên này có rồi, đúng không nào? Chỗ này có một câu là Jishin ga okottara, đấy nhỉ? Nếu như mà xảy ra động đất thì phải làm gì? Thì phải có vài bước sau đây, các bạn sẽ cùng nhau nhìn trên bảng và cùng nhau đọc và dịch cùng mình nhá. Chữ này có bé quá không nhỉ? Mọi người nhìn được không? Nhìn được đúng không nào? Đầu tiên khi jishin ga okottara là gì nhỉ? Khi mà xảy ra động đất thì cái số 1 là gì đấy nhỉ? Tatemono no naka ni iru toki, khi mà chúng ta đang ở trong nhà thì phải làm gì, thì cùng nhìn trên bảng nhá. Mọi người đọc qua và có dịch được không nhỉ? Mình cùng nhau đọc nhá. Jishin ga okottara teburu no shita nado ni haite yure ga tomaru made machimashou. Câu 1 rất là dễ đúng không nào? Ngữ pháp từ N4 cũng đã học được rồi và có thể dịch được rất là ngon lành đúng không nào? Nếu như mà xảy ra động đất thì gì? Thì hãy chui vào gì nhỉ? Dưới gầm bàn. Table no shita nado ni haite. Ok. Tiếp theo và gì nhỉ? Và chúng ta hãy chờ cho đến khi gì? Yure. Yure là cái gì nhỉ? Là cái rung đấy, sự rung lắc. Chờ cho đến khi sự rung lắc nó dừng lại, hay là chờ cho đến khi hết rung lắc thì thôi nhá. Tiếp theo này. Ue kara mono ga ochite kitari, hondana nado no kagu ga taoretari shite kiken dakara desu. Thế câu này mình sẽ dịch là gì đây mọi người nhỉ? Chúng ta sẽ có câu là gì nhỉ? Bởi vì gì đấy? Bởi vì những cái việc như là, thứ nhất là việc gì nhỉ? Những cái đồ đạc từ trên cao nó rơi xuống, hay là những cái đồ dùng như là giá sách nó đổ thì sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta có từ kiken là nguy hiểm. Dễ đúng không nào? Cái từ này mọi người đọc là gì nhỉ? Nhớ không? Từ abunai đúng không nào? Abunai cũng bằng với từ kiken là nguy hiểm nhá. Tiếp theo. Stove là cái gì? Thầy Dũng, stove là cái gì? Stove là cái lò sưởi đúng không nào? Ok. Stove ya gas no hi wa yure ga tomatte kara keshite kudasai. Các bạn nhớ nhá. Là gì nhỉ? Lửa của gì đấy? Của lò sưởi hay là của những cái bếp ga thì hãy nhớ chờ cho đến khi gì nhỉ? Yure ga tomatte kara, khi mà sự rung lắc hay là hết rung rồi thì mới gì nhỉ? Mới được phép tắt bỏ nhá. Lý do vì sao chúng ta sẽ nhìn tiếp này. Yureteiru toki ni hi o kesou to suru to yakedo suru koto ga arimasu. Veru koto ga arimasu là có đôi lúc đúng nhỉ? Thường đôi khi có những lúc làm sao nhỉ? Khi mà chúng ta cố gắng gì đấy, cố gắng tắt lửa trong cái lúc mà còn đang bị động đất rung chấn như vậy thì cũng có trường hợp là sẽ bị gì nhỉ? Yakedo là bị bỏng đấy mọi người ạ. Các bạn nhớ chưa? Nhớ kiến thức đầu tiên khi mở trong nhà thì sẽ phải làm như nào khi có động đất nhá. Rồi, rất là dễ đúng không nào? Đấy. Mình nghĩ là với những cái dạng bài này thì những cái bạn mà với những bạn mà đang học từ N3 trở xuống thì rất là phù hợp cho các bạn nhá. Còn N2 thì có vẻ hơi dễ một chút đúng không nào? Tiếp theo thứ hai này. Ni ba soto ni nigeru toki, khi mà chúng ta chạy ra khỏi bên ngoài, chạy ra ngoài á thì sẽ làm sao? Bắt đầu nhìn nhá. Breaker no switch o kiru ni shite denki o kitte kara soto ni dete kudasai. Câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Có từ mới nào không mọi người? Từ thứ nhất là breaker là cái cầu dao mọi người nhá. Switch là gì nhỉ? Switch là cái công tắc điện. Rồi tiếp theo không có từ mới gì cả. Dễ rồi đúng không nào? Tiếp theo này chúng ta sẽ gì nhỉ? Sau khi ngắt cái nguồn điện rồi nhỉ? Bằng cách là gì đây? Bằng cách là chúng ta tắt cái gì nhỉ? Cái công tắc của cái cầu dao điện rồi mới đi ra khỏi nhà, mới đi ra ngoài nhá, chạy ra ngoài. Okina jishin dewa teiden ni natte denki ga tomaru koto ga arimasu. Câu này mình sẽ cùng nhau dịch nhá. Là gì nhỉ?
Vì là đôi khi là trong những trận động đất lớn, Okinawa đấy nhỉ, trong những trận động đất lớn thì gì nhỉ, chúng ta sẽ bị mất điện, và như thế thì điện sẽ bị gì đây, điện sẽ bị ngắt nhé, điện sẽ bị ngắt. Tiếp theo này, その後電気がまた流れた時にストープなどが自動でついて、火事になることがあるからです。Chúng ta nhìn tiếp nhá. Và sau đó đúng không? Sau đó thì làm sao đây nhỉ? Trong các trận động đất lớn, các bạn nhìn câu bên trên nhé, trong những trận động đất lớn thì đôi khi chúng ta sẽ bị mất điện vì người ta ngắt điện mà. Và tiếp theo gì nhỉ? Sau đó thì khi mà lại có điện, đen kỳ ạ, nagare được gì nhỉ? Khi mà lại có điện thì đôi lúc là làm sao đây nhỉ? Những cái đồ đạc ví dụ như là cái lò sưởi nó sẽ tự động bật lên nếu như chúng ta chưa tắt nguồn từ trước đó. Thế nên là gì nhỉ? Nếu như mà để nó tự động bật lên mà không có mình ở nhà như vậy thì đôi khi sẽ gì nhỉ? Sẽ xảy ra hỏa hoạn, kaji ni narimasu nhé. Được chưa nhỉ? Câu này các bạn hiểu chưa? Nhớ nhá. Tiếp theo. Tiếp chúng ta sang câu số 3 nhá, sang cái mà người ta chú ý số 3 này. Soto ni iru toki. Vừa nãy là chạy ra ngoài, còn bây giờ là gì nhỉ? Chúng ta sẽ nếu mà trong trường hợp khi mà có động đất mà các bạn đang ở ngoài thì sẽ phải như thế nào? ビルの近くは窓ガラスや看板などが落ちてくることがあります。Câu này gì nhỉ? Có đôi khi là sẽ làm gì nhỉ? Khi mà chúng ta ở gần những cái, ví dụ là những cái tòa nhà cao tầng thì làm sao đây? Thì cũng có thể có những trường hợp rằng là những cái cửa kính cửa sổ này, kính cửa sổ hay là những cái cam băng, là những cái biển hiệu nó sẽ bị rơi xuống. Ochitekuru. Chúng ta có từ cam băng là biển hiệu nhá, biển hiệu. Rồi, Kabang nado de atama o mamori nagara anzen na basho ni nigete kudasai. Các bạn có động từ nigemas đúng không? Nigemas là gì? Là hãy chạy đến đúng không? Chạy trốn đến. Rồi, mamori nagara, ve mas bỏ mas cộng với nagara. Trong chương trình N4 chúng ta học rồi, trong Minna no Nihongo đúng không ạ? Vừa làm gì đó, vừa làm gì đó, vừa làm V1, vừa làm V2. Các bạn hãy vừa bảo vệ đầu bằng cái gì nhỉ? Bằng cái kabang, là cái cặp của mình. Và hãy chạy đến những cái nơi an toàn. Anzen na basho ni. Được chưa? Trốn đến những nơi an toàn. Tiếp theo này. Buroku no heya, jiro hanbaiki nado taore yasui mono no chikaku mo kiken desu. Câu này là gì đấy? Chủ ngữ từ là từ đây đúng không, mọi người? Chủ ngữ là từ đây nhá. Đây, mo kiken desu. Chủ ngữ là ở gần những cái đồ đạc mà nó dễ đổ. Ví dụ như là, thứ nhất là cái gì nhỉ? Cái buroku no he là cái tường bao, mọi người nhá. Buroku no he là tường bao, hay là những cái máy bán hàng tự động thì cũng rất là nguy hiểm. Yama ya kage nado wa kuzurete kiken desu kara fork ni nigete kudasai. Những cái gì nhỉ? Ở gần những cái núi hay là những cái vách dốc đứng đúng không? Như trong hình này. Các bạn nhìn đây nhỉ. Núi hay là những cái dốc đứng thì nó cũng sẽ dễ bị gì nhỉ? Bị lở ra. Kuzure, lở ra nên rất là nguy hiểm. Chính vì vậy là hãy gì nhỉ? Hãy chạy trốn ra khỏi xa nhé, đúng nhỉ? Fork ni nigete kudasai. Nhớ chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sang cái lời khuyên số 4, đó là gì nhỉ? Kuruma o unten shite iru toki. Trong trường hợp mà các bạn đang lái xe thì phải làm thế nào nhỉ? Thứ nhất đó là gì nhỉ? Kuruma o yukkuri michi no hidari gawa ni tomete engine o kirimasu. Engine là cái từ engine này nghe ở đâu rồi? Engineer đúng không nào? Là kỹ sư. Bây giờ chúng ta có từ engine là động cơ nhá. Với những trường hợp mà đang lái xe thì hãy làm gì nhỉ? Hãy dừng xe một cách từ từ. Các bạn nhìn mình dịch rất là chậm nhá. Dừng xe một cách từ từ vào gì nhỉ? Vào bên bên trái đường nhá. Michi no hidarigawa. Rồi gì nhỉ? Rồi tắt động cơ nhá, tắt động cơ. Tiếp này. Kuruma o michi ni oite nigeru bae wa doa ni kagi o kakenai de kuruma ni kagi o tsuketa mama ni shite okimashou. Câu này là gì nhỉ? Trong trường hợp bài gì nhỉ? Trong trường hợp mà chúng ta cứ để xe ở trên đường và chạy khỏi đấy thì hãy làm gì? Thì người ta khuyên là hãy gì nhỉ? Hãy đừng có mà gì nhỉ? Đừng có mà khóa cái cánh cửa xe ô tô lại. Doa ni kagyo kakenai, được nhỉ? Đừng có khóa cái cửa khóa cửa của xe ô tô, mà hãy gì nhỉ? Cứ cứ cắm nguyên chìa khóa ở ô tô đấy. Các bạn có học cái mẫu mà Veta Mama chưa? Veta Mama là gì nhỉ? Veta mama. Mình sẽ ghi cụ thể nhá. V1 ta mama, V2 là chúng ta làm cái V2 mà vẫn nguyên cái trạng thái V1. Hiểu chưa nhỉ? Là gì nhỉ? Chúng ta hãy cứ để nguyên cái chìa khóa trên xe ô tô như vậy nhá. Tiếp theo này. Kyu
救車や警察などの車が通るときに動かすことがあるからです。Và đây người ta lý giải cái lý do vì sao mà chúng ta nên gì nhỉ? Nên để nguyên chìa khóa trên ô tô rằng là gì nhỉ? Khi trong trường hợp rằng làm sao? Những cái chiếc xe ô tô như là xe ô tô của gì nhỉ? Xe cứu thương này, kêu kêu xạ hay là xe của cảnh sát mà đi qua hay cảnh sát mà đi qua ấy, thì họ sẽ cần phải di chuyển cái chiếc xe mà chúng ta đã để trên lề đường như vậy nhá. Tiếp số 5, các bạn nhìn nhá. 家に帰る時, nếu mà các bạn đang trên đường về nhà thì làm sao? 大きな地震が起こると電車やバスなどは止まることがあります。Khi mà xảy ra những trận động đất lớn thì làm sao đây nhỉ? Thì gì đấy? Thì cũng có những trường hợp rằng là gì nhỉ? Đen xa là gì nhỉ? Tàu điện hay là xe buýt nó sẽ ngừng hoạt động, dừng lại mà không thể đi được đúng không? 急いで家に帰ろうとしないで、会社や学校など安全な場所でしばらく待ってください。Câu này chúng ta chia làm hai vế đúng không? Là gì nhỉ? Chúng ta hãy gì nhỉ? Đừng có vội vàng mà gì đấy mà cố gắng trở về nhà, mà hãy làm sao đây nhỉ? Hãy chờ một lúc ở đâu nhỉ? Ở những cái địa điểm an toàn, ví dụ như là công ty hay là trường học nhá. Trường học tiếp theo này. 大勢の人が同じ時間に帰ろうとすると道や駅などが混んで危険だからです。Câu này mình sẽ hiểu là gì đấy nhỉ? Ok. Khi mà tất cả rất là nhiều người, ô dây là nhiều, nhiều người mà gì nhỉ? Cùng nhau cố gắng, cùng nhau về đúng không? Về vào cùng một cái thời điểm. Onajiji càng cùng một giờ đúng không? Mọi người cùng nhau về cùng một cái thời điểm thì gì đấy? Thì con đường này hay là đường phố hay là gì đấy? Hay là tàu điện nó sẽ rất là đông, konde komimasu ne. Nên là sẽ rất là nguy hiểm, đông quá rất là nguy hiểm mà ai cũng chen chúc để về nhà đúng không nào? テレビやインターネットなどで調べて安全だと分かってから帰りましょう。Câu này là gì nhỉ? Chúng ta hãy tra xem, tra bằng gì nhỉ? Tra bằng TV hay là tra bằng gì đấy? Tra trên mạng xem là gì nhỉ? Khi nào mà chúng ta thấy rằng là an toàn rồi thì lúc đó hãy trở về. Tiếp theo các bạn nhìn số 6 nhé. Đó là gì nhỉ? 家族や友達に連絡するとき, khi mà chúng ta liên lạc với bạn bè hay là gia đình, đúng không nào? Gia đình thì làm sao? Các bạn cùng nhau nhìn nhá. Chúng ta cùng nhau đọc này. 地震の後は大勢の人は電話を使うため家族や友達に連絡しにくくなります。Rồi, ở đây các bạn nhìn thấy một cái mẫu ngữ pháp mà các bạn chắc hẳn đã học rồi đúng không nào? Vemas bỏ mas cộng với nikui là gì nhỉ? Vemas bỏ mas cộng với nikui sẽ là khó làm một cái việc gì đó đúng không nào? Sau một trận động đất thì vì lý do gì đấy? Vì lý do là có rất nhiều người sẽ sử dụng điện thoại, thế nên là gì nhỉ? Chúng ta sẽ rất là khó để có thể liên lạc được với gia đình và bạn bè. 電話番号171の災害用電話ダイヤルを使うと、会話はできなくてもメッセージを録音したり聞いたりすることがあります。することができます。ごめん、だからちょっとね、することができますね。chúng ta có thể gì nhỉ? Khi mà chúng ta sử dụng cái số điện thoại 171 này mà gì nhỉ? Là cái cuộc gọi mà để thông báo thiên tai đấy. Chúng ta có từ dial là cuộc gọi, dengon là để lại lời nhắn, còn saigayo là dùng cho trường hợp mà bị thiên tai đúng không nào? Khi mà chúng ta sử dụng cái số 171 này thì gì đấy? Thì kaiwa wa dekinakutemo, dù không thể nào mà nói chuyện được luôn. Tuy nhiên gì nhỉ? Chúng ta sẽ có thể gì nhỉ? Có thể ghi lại lời nhắn hay là có thể ghi lại lời nhắn hay là nghe được nhá. Nghe được lại cái lời nhắn của mình đấy nhá. Tiếp theo này. Kê tai đen wa gai sha no sai gai yo den gong bang nado demo message wo okuru koto ga dekimasu kara tsukai kata wo shirabete okimashou. Câu này mình sẽ dịch là gì đây? Và chúng ta có thể gửi cả những cái lời tin nhắn đúng không ạ? Tin nhắn đến những cái gì đấy? Đến những cái bảng tin đúng không nhỉ? Bảng tin mà thông báo về việc gì nhỉ? Về việc bị thảm họa thiên tai đấy của những cái công ty điện thoại. Thế nên là các bạn hãy gì nhỉ? Hãy tra trước về cái cách sử dụng đi. Skaikata o shirabete okimashou. Ok? Rồi. Rồi, và chúng ta nhìn vào cái cuối cùng khi mà xảy ra động đất các bạn nhìn này. 家で生活ができない時, nếu như trong trường hợp mà các bạn không thể nào mà sinh hoạt hay là sống được ở nhà của mình thì phải làm sao? 建物が壊れたりして家が生活ができなくなった場合、市や町などは決めた避難所にしばらくいることができます。
Câu này mình sẽ dịch là trong trường hợp mà gì nhỉ? Trong trường hợp mà nhà của chúng ta bị hỏng hay là gì đấy nhỉ? Hay là và mình sẽ không thể nào mà sinh hoạt được ở ở nhà của mình nữa thì các bạn có thể ở trong một khoảng thời gian đúng không nhỉ? Ở ở lại những cái gọi là gì nhỉ? Những cái trung tâm lánh nạn đúng không nhỉ? Trung tâm lánh nạn mà do gì nhỉ? Do thành phố hay là do thị trấn hay là do thành phố quyết định nhá. Những cái chỉ định đấy, những cái nơi mà thành phố chỉ định. Tiếp theo này. 大勢の人と一緒に生活をしますから健康に気をつけましょう. Chúng ta có từ 気をつけます. Kiosukemas là gì nhỉ? Là hãy chú ý sức khỏe đúng không nhỉ? Chú ý đến cái sức khỏe. Vì gì nhỉ? Vì sẽ phải sống với rất là nhiều người, thế nên các bạn hãy chú ý sức khỏe của mình nhé. Chúng ta nhìn vào câu cuối này. 狭い場所で長い時間体を動かさないと economy class 症候群という病気になることもあります. Các bạn sẽ có một từ mới đúng không? Đó là economy class 症候群. Chúng ta có từ 症候群 là triệu chứng nhá, hội chứng. Hội chứng gì? Hội chứng tắc tĩnh mạch sâu. Đúng không nhỉ? Nghe nó chắc cũng hình dung ra được đúng không nhỉ? Vì là gì đây nhỉ? Trong những khi mà chúng ta không vận động cơ thể trong một thời gian dài ở một gì đây? Ở một cái địa điểm mà nó chật hẹp thì đôi khi cũng sẽ bị một cái căn bệnh người ta gọi là gì nhỉ? Cái hội chứng tắc tĩnh mạch sâu. Nghe mà níu hết cả lưỡi đúng không nào? 車の中で生活をする人は特に気をつけましょう. Và đặc biệt là gì nhỉ? Những cái người mà sống ở trong xe ô tô mà họ không đến những cái hinanjo đúng không nhỉ? Những người mà sống ở xe ô tô thì hãy đặc biệt chú ý sức khỏe của mình nhé. Được chưa? Rồi. Ok, đó là 7 cái lời khuyên mà mà trang NHK đã đưa ra thống kê cho chúng ta trong trường hợp mà gặp phải các trận động đất khi mà sống ở Nhật. Và ngoài ra thì sau đây thì mình sẽ còn làm thêm khoảng độ 6-7 clip gì đấy trong một cái series clip về cái việc rằng là gì đấy nhỉ? Hãy học làm sao để có thể sinh tồn được ở Nhật. Các bạn hãy nhớ vừa học cái này để bồi bổ thêm kiến thức tiếng Nhật cho mình và có thêm những cái kiến thức nền trang bị trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày khi mà sống ở Nhật nhá. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Minasan otsukaresama desu. Bye bye.